Nếu mà bạn muốn bán hàng online hay đơn giản là gửi tài liệu cho một ai đó thì chắc hẳn bạn cần phải biết những cách gửi thư ở Nhật Bản đúng không nào? Trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các cách gửi thư hay gửi đồ hữu ích tại Nhật Bản và mình sẽ sắp xếp theo mức độ chi phí từ thấp đến cao. Và còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu video ngày hôm nay và mình là Huy Trí Bảo. Cách gửi đầu tiên đó là gửi bì thư 84 yên. Ưu điểm của cách gửi này đó là giá thành rẻ nhất. Tuy nhiên là chúng ta có nhược điểm là chúng ta sẽ mất từ 3 đến 4 ngày để người nhận có thể nhận được thư. Cách gửi như sau, đầu tiên thì các bạn sẽ mua bì thư tại cửa hàng siêu thị hoặc là combini. Có hai loại là loại dán gáy và loại không có dán keo thì tùy các bạn lựa chọn. Về tem thư thì các bạn có thể mua ở combini hoặc là bưu điện. Chú ý là 84 yên là không bao gồm thuế và khi thanh toán là các bạn phải thanh toán bằng tiền mặt. Đây là bì thư và đây là tem 84 yên thì các bạn sẽ dán tem vào phần này. Phần bên trên thì các bạn có thể ghi đó là địa chỉ của người nhận. Phần mặt trước các bạn ghi địa chỉ của người nhận, có thể ghi ngang hoặc ghi dọc. Phần đằng sau thì chúng ta ghi cái địa chỉ của chúng ta. Nếu như có số điện thoại thì các bạn ghi kèm vào. Và sau đó thì các bạn thả ở hòm thư. Các bạn chú ý là nếu như mà hòm màu đỏ, hòm nhỏ thì một ngày người ta sẽ thu một lần. Còn nếu như là hòm to thì sẽ thu một ngày 3 lần. Các bạn chú ý có ghi thời gian ở trên mặt của hòm thư thì chúng ta sẽ check cái giờ này để chúng ta có thể gửi đồ một cách hợp lý nhất. Về độ dày chúng ta nên gửi từ 1 đến 2cm. Nếu như các bạn gửi quá dày thì nhân viên bưu điện sẽ gửi lại đồ cho chúng ta và chúng ta sẽ không thể nào gửi được. Một lưu ý khi mà gửi bì thư 84 yên đó là nếu như xảy ra trường hợp mất hoặc thất lạc thì các bạn lên trực tiếp ở trên bưu điện và chúng ta sẽ ghi cái thông tin cá nhân và thời gian mà chúng ta đã gửi bì thư này. Tuy nhiên là khả năng tìm lại được không cao bởi vì là trên bì thư này không có mã code để có thể tìm kiếm. Chính vì thế các bạn cũng lưu ý phần này. Loại gửi số 2 đó là loại gửi Reta Bắc Cự. Thì chúng ta có loại 180 yên, 370 yên và 520 yên. Trên tay của mình đó là bì thư 370 yên. Về ưu điểm đó là gửi bì thư 370 yên sẽ nhanh trong vòng 1 đến 2 ngày tùy khu vực bạn sinh sống. Nhược điểm đó là chúng ta sẽ bị giới hạn về khối lượng cũng như là kích thước. Chúng ta chỉ được dày 3cm và nặng khoảng 4 cân thôi. Nếu như quá khối lượng này thì sẽ không thể gửi được. Về điền thông tin thì các bạn cũng ghi thông tin người nhận ở phía trước và người gửi ở phía sau. Các bạn chú ý đó là ở đây có phần code thì các bạn hãy chụp ảnh lại phần code này. Chúng ta quét code và nhập mã số 12 số này thì chúng ta sẽ kiểm tra được xem là hàng của chúng ta đang ở kho nào và khi nào đến tay người nhận. Hoặc là các bạn sẽ bóc cái phần tem này ra và giữ lại phần này. Lưu ý khi các bạn gửi Reta Bắc Cự đó là nếu như cái bì thư này của các bạn dày và không thể nhét vừa được vào hòm thư thì các bạn có thể ra trực tiếp bưu điện ở quầy ô nhận gửi đồ, chúng ta đưa cho nhân viên. Cách gửi tiếp theo đó là gửi ta cự bin. Ưu điểm của cách gửi này đó là các bạn có thể gửi tùy kích thước. Nhược điểm đó là chi phí sẽ cao hơn. Cách gửi thì các bạn có thể ra combini nói là mình muốn gửi ta cự bin hoặc ra trực tiếp bưu điện. Gửi ta cự bin thì có hai loại, đó là gửi Motobarai và Chakubarai. Motobarai thì sẽ là gửi trả trước, còn Chakubarai sẽ là gửi trả sau. Thông thường phần gửi trả sau thì sẽ có phần màu đỏ, còn trả trước thì thông thường sẽ là màu xanh. Mình sẽ hướng dẫn các bạn điền thông tin nhé. Phần đầu tiên này thì các bạn có thể nhìn thấy là các bạn sẽ điền mã bưu này. Tiếp theo là số điện thoại của người nhận. Tiếp theo nữa các bạn sẽ điền địa chỉ của người nhận. Ở phần dưới này thì là thông tin của người gửi. Ở đây sẽ là ngày mà các bạn mong muốn nhận đồ. Tiếp theo là thời gian nhận đồ. Tiếp theo đó là nội dung của món đồ của các bạn. Ở phần bên dưới này thì chúng ta có thể là đăng ký sử dụng dịch vụ ta cự bin lấy tại nhà này, hoặc là gửi đồ đông lạnh này. Rồi sau khi điền đầy đủ những thông tin này thì các bạn sẽ đưa cho nhân viên và họ sẽ đo kích thước và tính tiền cho các bạn. Một lưu ý đó là nếu như ngày nhận càng sát thì cái cước phí sẽ càng cao. Trước khi gửi đồ thì các bạn hãy đóng đồ tại nhà sao cho chắc chắn để tránh bị rơi vỡ. Nếu như là đồ dễ vỡ thì chúng ta có thể ghi đó là wasuremono, chú ý. Và cách gửi thứ tư đó là gửi Daibiki. Gửi Daibiki chúng ta hiểu đơn giản là gửi thu hộ. Về phần gửi Daibiki này thì chúng ta cần phải ra trực tiếp bưu điện vào ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.
và chúng ta đóng đồ trước ở nhà. Phí gửi Daibiki sẽ rơi vào khoảng 1C5 trở lên, bao gồm phí người ta sẽ gửi tiền cho bạn này, phí thu hộ này, một số loại phí sẽ được nêu ở trong form thông tin. Về tiền, nếu như các bạn đăng ký theo hình thức đó là chuyển khoản thì trong vòng 14 ngày từ ngày đăng ký gửi đồ thì nhân viên bưu điện sẽ gửi tiền vào trong tài khoản của các bạn. Chính vì thế, nếu như sau 3-4 ngày mà các bạn chưa nhận được tiền thì cũng đừng quá lo lắng nhé. Điều các bạn cần chuẩn bị khi gửi đồ Daibiki đó là thẻ thông tin cá nhân, thẻ ngoại kiều và thẻ ngân hàng. Và đó là 4 cách gửi đồ mà mình đã giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng là các bạn có thể lựa chọn được một hình thức gửi đồ phù hợp nhất với bản thân của mình. Nếu như bạn là một người bán hàng online thì việc gửi Reta Bắc Cự sẽ là một hình thức gửi đồ phù hợp nhất với bạn. Và nếu như thấy video của mình hay, đừng nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin chào, mình là Vichy Bảo.